Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thì quý vị biết không, thì ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy những cái hình ảnh cũng giống như một số những cái bài báo đã đưa lên về việc Hồng Loan là lên công an quận Phú Nhuận để mà nộp những cái lá đơn phản tố. Còn những lá đơn phản tố đó về những cái vấn đề gì thì Tiến cũng sẽ chia sẻ đến cho cô chú chị. Và đặc biệt thì nội dung ghi rất rõ ràng, đó là yêu cầu là mẹ con của cô Sáu phải di dời hết tất cả những cái đồ đạc ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm của mình nha cô chú anh chị ha. Thì chị Ni cũng chia sẻ một cái bài viết mà em nhắc lại thôi nha, đó là hôm nay lên tòa cùng luật sư, Ni không công bố cho mọi người bỏ qua nha, tại lên tòa cũng chỉ là chụp lại hồ sơ phía bên nguyên đơn để nắm tình hình, tường trình hoặc cung cấp tài liệu đầy đủ mà thôi, chẳng có gì phất tay oh yeah hoặc gật đầu ra vẻ chiến thắng, tay bắt mặt mừng, không khéo mọi người cười cho khi thẩm phán chưa ra quyết định gì nên mới âm thầm đi rồi về. Hôm nay Ni đăng để mọi người yên tâm về tình hình của Hồng Loan, và đặc biệt là tối nay mọi người đón xem livestream của Võ Thái Thành Mỹ vào lúc 8 giờ tối. Yêu cả nhà, thì tối nay 8 giờ tối mọi người xem nha. Cái đó là bài đăng hồi sáng của chị Ni, còn cái thông tin mới nhất đó chị Ni vừa đăng này, thật sự em đọc em cũng rất là hết hồn luôn nha cô chú anh chị ha. Ủa rồi tự nhiên công kích tôi rồi bỏ qua việc chính hả trời? Tập trung chuyên môn nha, nghe đâu là năn nỉ tứ phía khuyên Hồng Loan bỏ qua việc sao kê. Để mặt cười của chú anh chị, bắt bài đi rồi nha, xích xích lão bà và gian xảo xảo cô nương. Thì cái thông tin này chúng ta cũng đã thấy rằng á, là một hai ngày nay á thì họ không công kích Hồng Loan mà họ chuyển qua là công kích chị Ni, nói rằng chị Ni là một cái tội phạm bị truy nã bên Malaysia, rồi là dân xã hội đen này kia, nó vào đây để mà chiếm đoạt tài sản của Hồng Loan này kia đó. Nhưng mà khi mà chị Hồng Loan đã chứng minh, cũng giống như đưa những bằng chứng và chứng minh cho cái việc là không, thật sự là không đúng như những cái lời họ, thì thật sự ra em không nói thì cô chú anh chị cũng biết rằng là họ muốn ly gián, cũng giống như họ muốn tạo áp lực cho chị Ni để mà rời xa chị Hồng Loan, thì lúc đó họ mới thâu tóm được chị Hồng Loan, đúng không? Còn chị Ni cái bên thì em nghĩ chắc chắn rằng là chị Ni một cái người từng trải rồi thì rất là khó và không thể nào mà chịu cái mà họ ức hiếp được, cũng giống như là cũng sẽ phản tố lại. Thì em nghĩ rằng cái việc mà phản tố của chị Hồng Loan thì cũng có một phần động viên của chị Ni trong đó chứ không lẽ bây giờ mình ngồi đó mình nghe mình chờ họ nộp đơn này đơn kia để mình lên làm việc, mất thời gian của mình, không có làm ăn được gì, thà không làm thì thôi thì làm một lần cho đáng, đúng không cô chú anh chị? Bây giờ còn tình nghĩa gì nữa đâu, tình nghĩa mà lại đi thưa cháu mình là đứa con bất hiếu rồi lại đòi là khởi tố hình sự đưa cháu mình vào tù thì đâu còn tình nghĩa đâu. Nếu họ đã không coi mình là cháu thì mình cần gì coi họ là gia đình nữa, bởi vì làm đơn phản tố lại. Thì bốn vấn đề mà Hồng Loan đang được làm nha cô chú, đang làm nha. Thì khi mà thấy được Hồng Loan đơn nộp những lá đơn phản tố đó thì bây giờ là đang đi, nói chung là cô Sáu với cho cháu gái đang đi nhờ một số người để tiếp cận Hồng Loan, cũng giống như là khuyên khuyên sao, khuyên đừng có sao kê, nói chung bỏ qua vấn đề sao kê. Thật sự mình không làm gì thì tại sao mình lại sợ sao kê? Em nói thật sự nhé, nếu bình thường thôi nha cô chú anh chị, quý vị đụng tới họ một cái thôi, em nói thật sự ra là họ sẽ kiện tụng từ lưa hết và họ sẽ sao kê để họ lấy lại cái danh dự uy tín của bất cứ người nào cũng vậy hết trơn á. Không có người nào mà nói rằng tôi không sao kê là để bảo vệ này cái kia, trong khi danh dự của tôi mà bị nói rằng ăn chặn này kia thì tôi sao kê, đúng không? Tôi không có lấy, tôi cần gì sợ, trừ khi trong lòng mình có quỷ có ma thì mình mới sợ thôi, đúng không? Tại sao 11 cái tên bị Hồng Loan nêu tên lên không ai mà bữa giờ nói tôi xung phong lên tôi sao kê cho để tôi chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Thì tất nhiên là khi mà họ sao kê ra rồi á, còn sao kê thì có rất là nhiều cách sao kê, đừng nói người nhiều người nói không ai có đủ tư cách để bắt tôi sao kê thì không đúng. Tại sao không? Tại vì á, cái này là mình kêu gọi mình cái tiền mà xây mộ cho cậu. Thì bây giờ mình xây xong hết rồi thì mình đã hứa là mình sau khi xây xong thì mình sẽ sao kê, thì bây giờ mình sao kê thôi. Hay là chắc là công bố cái số tiền có 600 mấy triệu mà bây giờ sao kê ra lỡ nó ra số tiền tới tiền tỷ thì nó lại khó ăn khó nói. Mà vấn đề khi mà sao kê vấn đề tiền tỷ thì nó dính vào pháp luật nữa, đúng không?
thà họ bị người ta nói nặng nói nhẹ hoặc mất danh dự chứ họ không sao kê. Thế sao kê ra cái là lỡ mà số tiền nó trên đó thì nhiều người người ta sẽ kiện lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, số tiền nó bao nhiêu thì sẽ xử lý bao nhiêu, đúng không cô chú anh chị? Đó thì bởi vì em nghe chị Ni nói hôm nay là có người là kêu năn nỉ những cái người thân của chị Hồng Loan đó là khuyên bỏ qua việc sao kê đi giờ chơi, nói chung là cương không được, bắt đầu nhu, thấy bắt đầu là Hồng Loan đánh mạnh vào cái việc sao kê. Thì một số những cái thông tin cho rằng á, cô chú anh chị, là chị Hồng Loan đang tập trung vào bốn vấn đề, cũng giống như làm những cái đơn phản tố về bốn cái vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về chuyện BH, thứ hai là sao kê, thứ ba là tiền vàng, và thứ tư là cái kênh YouTube của chú Vũ Linh. À thì ngày hôm nay cái cô trợ lý cũng mới lên nói về cái vụ mà kênh YouTube, thì Tiến sẽ chia sẻ từ từ cho cô chú anh chị nghe. Còn chúng ta nói về cái chuyện BH đi. Em nói thật sự chứ khi mà làm hợp đồng thì anh cũng phải biết rằng đây là con hay là cháu, là cái người mà mới đứng lên là hợp đồng để đưa, nói chung là giữ bản quyền hình ảnh của chú được. Mà sau khi kết thúc cái đó, giả sử như bây giờ á, là khi mà kết thúc cái việc mà đã bảo vệ quyền hình ảnh mà có phát sinh có tiền á, thì bây giờ phải bàn giao lại cho con người ta, chứ đâu lại là bàn giao cho cháu, rồi là cháu lại đưa cho một cái bà ô xin, trong khi bà chỉ là một cái bà ô xin mà nói rằng bỏ vô cái số tiền, bỏ vô trong cái quỹ để mốt đi lo cúng kiến gì cho cậu, cái đó đâu có đúng, đúng không? À, khi mà người mất, cái người mà mất mà cái người được thừa hưởng lại tất cả tài sản, thì tất cả những cái gì mà thuộc về cái tài sản của cái người đã mất thì đều thuộc về cái người hàng thừa kế thứ nhất, đó là con. Mà con ở đây trong pháp luật người ta cũng không quy định là con nuôi hay con ruột nữa, người ta con nuôi thì con ruột đều được thừa hưởng, và Hồng Loan đã được thừa hưởng thì cái số tiền đó bây giờ phải đưa lại cho Hồng Loan. Không, bữa giờ tôi nói với sự như lên mạng nhắc á, thì là chỉ là nhắc vấn đề là tình cảm thôi, tình cảm chị em này kia, hay là tình cảm trước đây cùng ở chung một cái gia đình, từng chăm sóc cho ba tôi, nên tôi cho chị một cái cơ hội nói rằng bây giờ cái tiền đó chị hãy tự mình trả lại, hay là khi mà tôi đem cái vấn đề này ra công an tôi thưa kiện thì chị đã lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tại sao chị lấy cái số tiền mà bảo vệ hình ảnh của ba tôi mà bây giờ chỉ đưa cho một cái cô ô xin này kia, thì chắc chắn rằng là họ sẽ vi phạm vô luật hình sự hết rồi. À, bởi vì họ đang sợ như cô chú, vấn đề đó là vấn đề đầu tiên. À, vấn đề thứ hai ở đây á, vấn đề về việc sao kê, thì em nói á, thật sự có khó không cô chú anh chị? Bây giờ mình sao kê, mình lên trên mạng mình ngồi mình sao kê cũng được chị. Bây giờ mình không cần mà công bố cho mọi người biết nữa, bây giờ mình chỉ cần mời luật sư của hai bên thừa phát lại nè, rồi công an nè, mình ngồi đó rồi mình sao kê tất cả như đó, đưa cho Hồng Loan coi nè, em thấy không, chị sao kê tất cả mọi thứ nè, cái số tiền này nó khớp với số tiền này, và chị công bố nè, em công bố nè đó, thì chị nói chung là em không có ăn chặn, hay tôi không có ăn chặn cái tiền nào trong đây hết. Bữa giờ bà lên bà kêu sao kê, giờ sao kê xong rồi nè, bà có trách nhiệm mà lên mà nói với mọi người là tôi đã sao kê hoàn thành rồi, ok xong, rất là dễ dàng đúng không cô chú chị? Và cái số tiền chỉ có 600-700 triệu à, thì cô chú chị nghĩ đi, mà trong đó hết tiền mượn hết là hết 100-200 rồi, thì cái tiền mà ta quyên góp người ta chuyển vô thì bao nhiêu nữa? Bởi vì cái việc mà sao kê thì nó quá đơn giản cho những người này, mà tại sao tới giờ họ vẫn không sao kê mà họ cứ đi đánh vào cái câu chuyện là Hồng Loan là con nuôi, rồi họ đánh vào cái câu chuyện là Hồng Loan là đứa con bất hiếu. Mà quý vị thấy không, bây giờ đây mới lộ một cái video mà lúc mà đưa cậu từ bệnh viện mà về nhà, quý vị thấy không? Hồng Loan ơi, ba an tâm rồi, về nhà rồi ba an tâm rồi. Quý vị thấy đi, để một cái người con á, em nói thật sự chưa chắc gì mình làm được giống như Hồng Loan lúc đó nữa, em nói thiệt, chưa chắc gì mình chịu quỳ xuống để mình xin cái người cô người chú mình mà để mà cho ba về hết á. Hành động của Hồng Loan là gì, là quá thương vì ba mình, thấy ba mình chịu khổ, quá chịu khổ rồi, bây giờ ba mình ước nguyện muốn về nhà thì đưa ba mình về nhà thôi, và bây giờ tìm mọi cách để đưa ba về thôi, dù cho những người kia họ có ngăn cản, họ có nói mình họ quay video lại. Em nói thật sự mục đích của việc quay video đó làm gì, có phải là để chứng minh sau này tại bà này nè nên chúng tôi mới đưa chú Vũ Linh về nè, tại thì nhỏ này là bà này nè nên chú Linh mới mắc này kia, chứ thôi còn nước còn tát, giống như lời của Kim Tử Long nói vậy đó. Đó vậy không, tại sao để làm chứng sau này nó là đứa con bất hiếu. Quý vị thấy cái video đó thì chắc quý vị khán giả, một số cô chú chị cũng đã xem rồi, thì quý vị không, ba yên tâm rồi, về nhà ba ơi này kia, nói tới câu nào là chạnh lòng của nó, và nó chỉ có những cái tình cảm nó thật thôi, là khi mà mình không biết mình bị quay á thì mới đau đớn và khóc, nghe lời nó của chị Hồng Loan khi mà nhắc tới chú sẽ vui lên là tàn là khóc của nước mắt không à.
thì cô chú anh chị thấy rồi, đó là tình yêu thương thiệt, tình cảm ba con. Còn trong cuộc sống thì ba con hay là mẹ con gì dặn nhau là chuyện bình thường. Nhiều khi dặn nhau nói một lời hai lời không hay rồi cho đó người sẽ đi cắt khổng thì kia, nhưng mà cái việc đó người ta có cắt không? Người ta đâu có cắt. Người ta không cắt mà người ta còn không để lại di chúc, mà người ta còn nhập thêm năm đứa cháu nội ngoại vào nữa. Và rất là nhiều những video mà cố nghệ sĩ còn biết là Hồng Loan là nấu ăn cho Hồng Loan ăn, Hồng Loan không ăn xả nữa. Thì tình cảm cha con người ta như thế nào rồi, mà qua cái lời của cô nhà báo thì ví như vậy, quý vị thấy không? Giống như là chú Vô Linh là một cái người mà không thích Hồng Loan, muốn cắt khẩu này kia, sợ phiền phức về pháp luật này kia. Sợ phiền phức về pháp luật thì có nhiều cách người ta làm lắm. Và cái số tài sản này lên cả 100 tỷ thì không lẽ chú không biết được vấn đề đó. Mà sự chú mắc thì chú phải để lại di chúc, nhưng mà chú không muốn cho Hồng Loan, còn này không để lại chút là chú muốn để lại cho con chú rồi, đúng không? Và tại sao là chú phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong nhiều lần diễn và những cái video là của Sáu nè, nó báo tao như thế này nè, 5 căn nhà 1.000 mấy lượng vàng đó, rồi 7 nè, nó báo tao là 2 căn biệt thự 4 ngày 4 đêm không ngủ được. Mỗi lần nghĩ tới là tao lại thấy mệt, tao lại thấy buồn, không ngủ được. Nhắc đi nhắc lại dù vài chi để cho mọi người nhớ rằng nè, là tôi đã từng cứu giúp em tôi như thế này, thì sau này á, giả sử tôi mất á, thì em tôi á, hay là em tôi á, thì cháu tôi á, thì hãy lo cho con tôi, hay lo lắng thay cho con tôi. Tại vì cha là cưu mang em, giúp đỡ em rồi, giả sử con tôi sau này có gặp khó khăn thì em của tôi á, thì hãy cưu mang và nhớ rằng á, là sau này á, là cưu mang con của em, con của tôi. Đằng này họ lại không cưu mang, họ lại không giúp đỡ, còn này họ bay vô giành tài sản nữa, thì quý vị thấy cỡ nào rồi, đúng không? Đó là vấn đề mà chúng ta đang nói ở cái câu chuyện này đó. Mà bây giờ muốn mọi người tin thì hãy sao kê ra, đúng không? Từ người lớn người nhỏ, mà những người mà đứng ra nói rằng miệng nói thì không hay đâu, đừng có nói rằng tôi không ăn ngàn nào, không ăn bát cắt nào, thì bây giờ mình nói được thì bây giờ mình làm, mình nói được mình không ăn thì bây giờ mình sao kê ra thì mình chứng minh được rồi. Tất nhiên mà khi mà mình sao kê ra rồi á thì không ai nói mình ăn chặn cái tiền đó nữa, và Hồng Loan cũng không có nói gì mình cái vấn đề đó nữa, đúng không? Và mọi người hiểu mình hơn, vừa lấy lại danh dự nè, vừa mọi người hiểu hơn nữa, thì tại sao không làm? Gặp mình làm liền đó. Rồi cái vấn đề thứ ba là vấn đề về tiền vàng. Thì cô chú anh chị thấy đó, trong nhà mà cái cô Kim Nga này, cô giữ cái mật khẩu, cô giữ cái chìa khóa, thì không lẽ cổ không biết cái mật khẩu, đúng không? Mà cho cổ không biết mật khẩu thì tại sao mà cổ lại cầm, cổ lại lấy được cái đồng hồ mà bỏ vô trong cái hòm lúc mà có người sĩ mắc hả? Tại sao cổ làm gì đó điều đó được? Thì tức rằng khi mà Hồng Phượng chia sẻ được cái điều đó thì chúng ta có thể thấy rằng là cô Kim Nga này là người giữ chìa khóa và có cái mật khẩu, rồi biết mật khẩu nên mới lấy đồ để vô đó được. Mọi người không hay, cái đó có video trong buổi họp báo đó nói rõ ràng, đúng không? Đó. Thì cô Kim Nga này có mật khẩu, nhưng mà tại sao lại đưa cho chị Hồng Loan là chìa khóa mà không đưa mật khẩu, đó là không biết. Lại sai, đúng không cô chú anh chị? Đúng không? Mà ngày 11 tháng 3 thì tại sao là cậu ông Sạc Thành lại kêu là Hồng Loan về để mở cái tủ két sắt ra để mà lấy giấy tờ này kia để dụ Hồng Loan mở ra? Mà hơn lúc đó là Hồng Loan cũng rất là nói chung là cái gì phù hộ cái gì để chứng minh cho cái việc Hồng Loan không lén, là Hồng Loan có tin nhắn, mà nhắn tin với ông Sô nè đó. Rồi có một số người đứng ra làm chứng là bữa đó Hồng Loan mở cái tủ ra thì cái tủ đã bị mở khóa trước rồi. Vậy ai là người mở? Tại vì trong nhà đó thì chỉ có cô Sáu rồi Hồng Phượng rồi cái cô trợ lý này ở, thì ai mà dám vô trong phòng đó mà mở, đúng không? Vậy ai là cái người mở ra để mà lấy những cái di sản đó, đúng không? Nhưng mà Hồng Loan là một cái người tham lam, là lấy tiền là phải lấy hết chứ. Nếu không lấy những di sản đó thì thôi, giờ lấy tiền lấy hết chứ cần gì lấy 5.900 rồi bỏ lại 4.200, đúng không? Đó là điều mà chúng ta thấy quá rõ ràng. Nếu mà Hồng Loan là tham lam thì tham cho hết, nhưng mà họ ở đây á, họ vừa cái cớ như thế này nè, họ lấy hết những cái di sản đó đi, họ để lại cái số tiền là ý là sau này á, khi mà mở cái tủ ra thì giả sử như là không có tiền á, Hồng Loan lấy hết thì nói rằng cô Hồng Loan có chìa khóa, cô lấy hết trơn rồi, còn bây giờ thì tôi mở tủ ra không còn gì nữa, thì tài sản đó cô lấy rồi. Nhưng mà Hồng Loan là cái người cái hiền lành, chứ không một người không có mà gọi là tham lam, nên lấy vừa đủ, nên họ không có cớ nào hết trơn cô chú anh chị, đúng không?
đó, bởi vì họ âm ngu không, họ muốn gài Hồng Loan để mà Hồng Loan mở khóa, nên là mời cái ông kia, ông cái tủ mà ở chỗ mà mở khóa, ông cũng đứng ra làm chứng, nói rằng là bữa đó mở cái tủ ra là đã bị ai mở khóa trước rồi. À, thì vậy thấy đó, họ từng cái đi, họ dàn xếp, họ đưa Hồng Loan vào những cái câu chuyện, tại vì một nhà của mình Hồng Loan à, mà giờ đó quý vị thấy không, rất là nhiều cái đầu để bày mưu lại. Thì thật sự ra nếu mà không ngoan á, thì không có qua được, nói chung là không qua được cái kiếp nạn này rồi, mà hên đâu đó phù hộ cho Hồng Loan hả. Nên cái việc mà tiền vàng á, thì bây giờ nói hết lời rồi, cũng lên nhắc nhở rồi, những cái người mà họ có dính dáng với vụ việc này thì bây giờ kêu họ nói họ không biết, và có người là họ không nghe máy luôn, giống như cô trợ lý cô không nghe máy, cô không chịu gặp mặt để mà nói chuyện về vấn đề này luôn. Thì bây giờ không còn cách nào nữa, họ đã dứt tình thì mình dứt kĩa. Thì chị Hồng Loan bây giờ nộp đơn lên, thì yêu cầu là giờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và tìm những cái người mà ngày hôm đó có mặt để mà xác minh về cái số tiền vàng đó. Thì chắc chắn rằng là với nghiệp vụ của cơ quan chức năng thì họ sẽ làm được hết là của chúng chị luôn, lúc đó cái người phải trả giá đó. Còn cái câu chuyện thứ tư đó là câu chuyện về kênh YouTube. Kênh YouTube thì quý vị thấy đó, bây giờ á là khi mà cố nghệ sĩ còn, thì bây giờ cố nghệ sĩ đã nói rằng mình không có tham gia mạng xã hội, không chơi này kia, giả sử như mình có lòng tốt, mình muốn tạo dựng tên tuổi hình ảnh của chú, thì bây giờ chú mất rồi. Mà thật sự cái số tiền của kênh YouTube đó từ bao nhiêu tháng nay thì quý vị biết là bao nhiêu tiền rồi, bao nhiêu tiền bạc rồi. Mà nói rằng đó là mình bây giờ mình dám mạnh miệng lên, mình nói rằng tôi đi làm cho cố nghệ sĩ, tôi không lấy 1.000 nào hết. Ủa vậy tiền YouTube đó không là ai lấy? Rồi tiền nhờ vào cái tên tuổi của chú để mà sang băng đĩa lậu, rồi tiền nhờ vào tên tuổi của chú để bán hàng, thì cái tiền đó ở đâu? Thậm chí còn nhiều hơn cái tiền nữa. Thật sự ra nếu mà trợ lý mà đi làm cho chị cho 10-15 triệu tháng đi, mà không lấy, mà bây giờ lấy tiền mà mỗi tháng thu nhập YouTube rồi tôi nhờ tên tuổi của chú để bán hàng này đi đó, thì nó còn kiếm gấp 10 lần như vậy nữa. Nói chứ ở đâu, nếu mà đâu có một cái người trợ lý mà giàu không có vào là không có lấy tiền, rồi lo việc ăn, việc uống, việc nhà, rồi thậm chí lấy bỏ tiền túi của mình ra mua những cái vật dụng rồi này kia nữa, thì kiếm đâu ra có vậy? Chỉ giùm ơi, chỉ giùm chùm ra một người đi, đúng không? Mà nó là thôi chứ, tự nhiên cái bây giờ, cái tự nhiên cái có người xịn mắt, thì giờ mình mua đó luôn là cái lòng của mình mua, mà bây giờ giống như là cho rồi mình đòi lại của chú anh chị, đúng không? Mình cho rồi, cái đó là thuộc quyền cái tài sản của chú rồi, chứ đừng nói là hóa đơn, cho đồ của mua để trong nhà tôi, thì bây giờ thành đồ của tôi, đúng không? Nó đồ của cô mua giờ để trong nhà tôi thành nhà đồ của tôi, cái đó là tài sản của chú rồi. Em nói thật sự tại cho chị Hồng Loan hiền á, chứ gặp người khác lấy đi thưa công an, báo công an bắt luôn á, tại sao chiếm đoạt tài sản? Thì tài sản trong nhà tôi nè, dù trước đây cô mua nhưng mà giờ cô đặt trong nhà của tôi, cô cũng xài đó, mà điều gì chứng minh là cô mua đó? Bởi vì quý vị thấy không, tại chị Hồng Loan quá hiền, nên thôi thật sự ra những cái đồ đó thì lấy ra người ta mới biết được bản chất của cái con người đó như thế nào, đúng không? Rồi nói với bà Nhị Bình đưa lên bài viết, trời ơi, tôn sùng cô Kim Nga là giống như là một cái vị gì mà chú Vũ Linh không thể thiếu được, giống như là cổ là một người giàu có tỷ phú, là trời ơi, có 2.000 mét vuông của nội để lại, sau này chú Vũ Linh sẽ lên đó ở này kia, trời ơi, em nói thiệt, nhà đất của chú một đống, tại sao chú không ở mà tôi phải lên trên rảnh để mua lại miếng đất của cái cô này cô ở, rồi nhà phải chờ cô này về trả tiền này kia, rồi không thiếu vắng cô này một phút một giây nào hết. Em nói thật sự chứ, người nói chung là người mắc rồi không có đối chứng, nhưng mà giống như tôn sùng cái viết bài viết đó, tôn sùng về cái cô này mà hạ thấp đi cái giống như là đức tính của chú Vũ Linh vậy đó. Em đọc hết sức là bất bình, mà thật sự ra nói mà muốn nghẹn luôn cô chú anh chị đó. Còn bây giờ lên mới nói rằng là sao cô chú anh chị, nói rằng cái kênh YouTube bị mắc rồi. Em nói thật sự không có mắc đâu. Ha, nghe Hồng Loan kiện rồi lấy lại kênh YouTube, bây giờ làm mắc sao? Em nói thật sự, nếu mà chị Hồng Loan cần mà một số người biết rành rẽ về YouTube để lấy lại kênh á, nếu mà làm mắc rồi, đúng không, thì tụi em sẽ sẵn sàng lấy lại giùm mình cho, để chứng minh là có mắc hay không mắc. Em nói thật sự, chừng khi mà mình đăng những cái gì, bấm như những cái gì tào lao á, bị mắc thôi. Với cái ở đây quan trọng á, chúng ta đang thấy rằng đăng video đều, một cái người mà mình đang đứng lên để mà làm nhân chứng cho cái vụ kiện mà gọi là em gái mà kiện con của cái người mà gọi là cố nghệ sĩ Vũ Linh, con của Vũ Linh, mà mình là cái người mà làm trợ lý cho cái người nghệ sĩ đó, mà bây giờ
mình còn danh dự nào đâu mà mình lại đăng những cái video về chú, đúng không? Con người ta mà mình bây giờ mình không bảo vệ được, mình không lên tiếng bảo vệ được, không nói gì đi, mà bây giờ mình còn làm nhân chứng để mà hại tố con người ta nữa, mà bây giờ mình lấy hình ảnh người ta ra mình nói thương chú, mến chú và đăng những cái video về về chú, thì đó thật sự cái đó gọi là đâu có tôn trọng cái người đó khuất, mà cũng chẳng có tư cách nữa, đúng không? Đó, mà lao mắt cái kênh thì không biết mắc vụ nào đó. Thì bây giờ chắc là cô Sáu cũng đang sợ chú vậy, nên giờ tìm một số người kia bỏ qua vấn đề là sao kê đi, sao bỏ được ha, phải làm ra lẻ luôn, thì để coi ai đẹp mặt thì biết liền của chú anh chị, vàng thật hay vàng giả, của những cái người mà cứ tối ngày lên mượn danh cố nghệ sĩ để trong những cái bài viết của mình, thì họ thật sự họ nói miệng thôi, họ cũng muốn cho mọi người biết về họ nhiều thôi, chứ thật sự ra thương yêu gì, ra thương yêu ta đã trong tim, ta thương yêu ta âm thầm, người ta giúp đỡ coi người ta, đó là lương thường đạo lý, chứ không phải là thương yêu mà lại đi cùng những người khác chèn ép. Em nói thật sự cho dù Hồng Loan có là con nuôi đi chăng nữa, nhưng mà những cái người ngoài á mà nói về Hồng Loan là bất hiếu bất nghĩa gì đó, là những cái người mà không tôn trọng người đó khuất. Tại chỉ có cha mẹ người ta mới được nói những điều đó thôi, đúng không? Giả sử có chửi đó thì cũng phải là cha mẹ người ta chửi, chứ không ai giờ những cái người mà tự xưng là em rồi là bạn này kia mà tự bay lên là nói Hồng Loan đứa con bất hiếu này kia, lúc chú còn sống đó tại sao không nói đó. Thì đây cũng là một số những cái nội dung mà ngày hôm nay muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy hay, nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Em xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.